Nguy cơ vỡ trận đăng kiểm công an và quân đội sẵn sàng chi viện. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 18 trên 19 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 152 trên 197 dây chuyền. Tổng số đăng kiểm viên ở 13 trung tâm đăng kiểm đang xét xử có 97 người. Nếu theo quy định hiện hành thì tất cả các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đóng cửa ít nhất 3 tháng khi bản án của tòa có hiệu lực vào tới đây. Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin. Thành phố có 29 trung tâm đăng kiểm, hoạt động với 53 dây chuyền, hiện đang đáp ứng hơn 76.000 xe trên một tháng. Tổng số có 226 đăng kiểm viên, trong đó 122 người bị khởi tố và đang tại ngoại. Nếu không sớm sửa nghị định, Hà Nội sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Dự báo tháng 12 năm 2024 có 82.000 xe đăng kiểm, tháng 1 năm 2025 có hơn 72.000 ô tô đăng kiểm. Nếu không có sự hỗ trợ thêm lực lượng quân đội và công an thì Hà Nội chắc chắn sẽ vỡ trận, ông Long nói. Cục đăng kiểm Việt Nam đang hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, tổ chức lại hoạt động của trung tâm đăng kiểm và đề nghị hỗ trợ nhân lực từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, nếu nghị định mới được ban hành thì 90% vướng mắc sẽ được giải quyết. Đại tá Nguyễn Năng Thắng, Phó cục trưởng Cục xe máy Bộ Quốc phòng cho biết ngày mùng 6 tháng 8 Bộ Quốc phòng đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự, sẵn sàng điều động 60 đồng chí đợt 1. Ngoài hỗ trợ nhân sự, lực lượng của Bộ Quốc phòng, ngoài hỗ trợ nhân sự, lực lượng của bộ quốc phòng có thể hỗ trợ cả trang thiết bị